자기 신체났다니 돈이 없다고 또 아무것도 안 보여줘. 네, 놔줘. 가서 나 바꿨어 이거. Tâm sau khi đã được sơ chế giờ để cho nó khô ráo chút xíu cắt cũng giống y chang củ cải. Trong video clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là ngâm sâm với rượu, đặc điểm của nó là được bảo quản lâu, để càng lâu càng tốt. Nhưng đối với những người không biết uống rượu thì không có xài được, uống vô không được. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người các bạn là ngâm sâm với mật ong. Cái này củ sâm là mình bào hết một mớ rồi nè, bào lát mỏng vậy nè, chút xíu mình sẽ để nó khô ráo, mình sẽ ngâm với mật ong. Mật ong này là mật ong nuôi, với mật ong nguyên chất rừng U Minh này chắc không có đâu. Ai có kem thì mình bào cầm cho bào, hướng dẫn mọi người bào mỏng. Đấy, bào mỏng về nó sẽ mau chín mau thấm. Vậy em bé có uống được không? Em bé uống mật ong thôi, lâu mới uống. Chút phải nói với phụ nữ rồi, có những người không biết uống rượu thì ngâm mật ong uống ai cũng có thể uống được, còn ngâm rượu có người uống được người không. Ngâm mật ong nó mau chín, nhưng mà có cái là nó bảo quản không được lâu bằng rượu. Con tưởng ngài uống ly ly chứ. Không có cái gì đầu tư tốt bằng đầu tư vào sức khỏe của mình. Có sức khỏe mới làm việc được, có sức khỏe mới đi làm kiếm tiền được. Cái mà sâm này với mật ong này kia nó giá nó cũng không có cao lắm, ai cũng có thể làm được. Sâm đúng sâm Hàn Quốc, mật ong thì mật ong nuôi mật ong cà phê. Mình chỉ mua được mật ong cà phê với lại mật ong nhãn thôi, còn mật ong rừng U Minh là mấy cái đó là không, dường như là không thể mua được, nó rất là hiếm. Có nhiều người ta mua hết rồi, từ từ đừng có lúc lắc cho bà xíu xíu nè, bào mỏng như ngâm cho nó mau chín. Cái này không có keo bỏ vô chai uống được không ta? Thơm, mùi thơm mới đập chân nó. Ăn sống được. Ăn sống nó đắng. Rồi. Rồi chút xíu ăn thôi. Rồi đi. Rồi, một chút xíu mình bào đó, chút xíu nữa mình để cho nó khô ráo rồi mình chế mật ong. Đây là nhân sâm đã bào mỏng. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách phân biệt mật ong thật và mật ong giả. Hả? Chưa? Giờ mình sẽ múc mật ong ra, mình bỏ vô chén. Thank you.
chế miếng nước vô. Giờ mình sẽ lắc lắc đều. Nếu mà nó là có hình tổ ong là mật ong thiệt, còn nó không có hình tổ ong là mật ong có đường không. Các bạn thấy cái hình tổ ong à, cái hình giống y chang cái hình tổ ong. Này là cho mấy con ong nó ăn đường nên là cái độ sắc nét của nó không có nhiều. Cũng có hình tổ ong nhưng mà cái độ sắc nét của nó không nhiều. Đây là mật ong thiệt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ sâm vô. Rồi. Rượu không rượu cũ. Bỏ sâm như trước. Không lắm. Đi một tí gì nữa. Thôi. Ta xức dầu. Xức dầu nè. Tiền không làm nhớ. Một ký được 11 củ, 11 củ ra roi, ngâm 2 củ ngâm rượu và 9 củ bào ra ngâm mật ong. Cầm cái chén mật ong, đừng lúc lắc, vớt cái này ra không đi. Khỏi. Mật ong nuôi cà phê. Chế ngập rồi. Phải ngập chứ không ngập nó hơi sao. Vậy là một hũ một chai được rồi. Để chai lại nha. Chúng nó dục rồi. Dự tính là khoảng trong này một tháng là nó có thể sử dụng được. Là nó nhanh hơn là rượu tới cả 8 tháng 9 tháng mới sử dụng được. Này lớn nhỏ gì trai gái gì dùng cũng được hết, còn rượu là chỉ một ít người dùng được thôi. Rồi để chai lại đi. Còn chảy mà. Kệ nó, lấy mật ong ra nó đựng luôn, đâu có cần phải xúc. Chứ thêm tới chưa ngập hết rồi. Thêm cái muỗng này, cái muỗng trộn. Cái muỗng trộn lên cái đã. Nó lòn lòn vô hết rồi, nó ướt hết rồi. Thêm miếng mật ong. Thêm nữa. Rồi chờ kiếm bù rồi đó. Giờ quay ra ngay đây. Vậy là phải 1.5 chai. Đó.
Thơm ngon nhưng mà chưa ăn được. Sản phẩm đã hoàn thành rồi, nhìn rất là hấp dẫn nhưng mà chưa sử dụng được. Đây là sâm, sâm Hàn Quốc ngâm với mật ong. Bây giờ để đó là chợ ngày thưởng thức thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video clip của mình. Chúc các bạn mạnh khỏe và thành công. Các bạn nào thấy thích thì nhớ like, share để ủng hộ kênh, để mình làm những video clip sau nó hữu dụng hữu ích hơn. Xin tâm ơn tất cả mọi người.